Bài tiếp theo từ câu 159 đến câu 160. Bài này nói về một cái information, là một cái thông tin ở trên một cái website, phải không nào? Câu 159, what is the purpose? Cái mục đích của cái thông tin này là gì? Câu hỏi dạng mục đích, chúng ta đọc bộ đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Đọc đáp án trước nào, câu A, to advertise, để quảng cáo những cái sản phẩm cho những cái doanh nghiệp. Câu B, để chia sẻ những cái tips và những cái mẹo về việc giành chiến thắng những cái giải thưởng online. Câu C, để cung cấp những cái lời khuyên, có nghĩa là đưa ra lời khuyên ha, về cái việc quản lý một cái homepage, một cái trang chủ. Câu D, để cung cấp những cái thông tin chi tiết về cái dịch vụ quảng cáo. Rồi bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu của cái bài này thử nha. À, đây là một cái website phải không nào? Và cái website này đang ở cái mục gen advertise, quảng cáo, tại vì nó đang được in đậm ha. Cái việc quảng cáo ở trên Contest Craze là tên của cái website này em. Ok, rồi, are you promoting? Có phải bạn đang quảng bá, quảng cáo một cái cuộc thi, rồi một cái draw, hoặc là một cái giveaway cho doanh nghiệp hay là tổ chức của bạn hay không? Nếu mà bạn cần get the word out, làm cho lời nói nó đi ra, có nghĩa là quảng cáo, nếu bạn cần giúp đỡ, quảng cáo, quảng bá, thì bạn đã tìm đến đúng nơi. Vậy thì cái bài này nó đang nói về gì em? Quảng cáo phải không nào? Mà quảng cáo là đáp án nào? Câu A hoặc là câu D phải không nào? Câu A có advertise, nhưng mà nói về cái gì đây? Để quảng cáo những cái sản phẩm cho doanh nghiệp. Còn câu D á, là để cung cấp những thông tin chi tiết về dịch vụ quảng cáo. Và bây giờ em xem câu A hay câu D. Ở đây nó có nói là quảng bá về sản phẩm không em? Không phải không nào? Nó quảng bá về cái cuộc thi. Cuộc thi đâu phải là product, đâu phải là sản phẩm đâu. Vậy thì loại ngay câu A ha. Vậy đáp án chính xác là câu D. Cung cấp thông tin chi tiết về cái dịch vụ quảng cáo. Hơn nữa em nhìn xuống dưới cái bảng nè, em thấy nè, chi phí để mà làm nổi bật một cái cuộc thi, một ngày là bao nhiêu đây, hai ngày là bao nhiêu đây, thì đây là thông tin chi tiết của cái dịch vụ quảng cáo ha. Câu D là câu chính xác, được không nào? Câu 160, what is true? Điều gì thì đúng về feature contest? Vậy từ khóa chính là từ feature contest ha. Tạo đáp án trước nha em. Câu A, chúng phải được quảng cáo trong vòng một tuần. Câu B, chúng được miêu tả ở trong cái mass emails, là email hàng loạt đó em. Câu C, chúng được publicize, quảng cáo ở trên nhiều cái website. Câu D, chúng yêu cầu cái phí vào cổng từ những người tham dự. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem feature contest nằm ở đâu nha em. Dò tiếp nào. Dòng tiếp theo. À không có phải không nào? Dòng tiếp theo cũng không có luôn. Dòng tiếp theo. Ok, dòng này có nè em. Đây có từ feature contest ha. Chúng ta đọc cái câu mà trước cái từ này em nha. Đây, if you like. Nếu mà bạn muốn thậm chí á, là cho nó phơi ra, tiếp xúc nhiều hơn với công chúng á, thì hãy chọn một trong những cái sự lựa chọn quảng cáo của chúng tôi below, ở bên dưới, để làm cho cái bài đăng của bạn á, trở thành một cái cuộc thi feature. Chưa có đáp án phải không nào? Mình dịch tiếp nha. This, điều này có nghĩa là chúng sẽ ở cái mục hàng đầu luôn, ở trên homepage, trên trang chủ của chúng tôi, và được đính kèm trong cái newsletter, cái bản tin email hàng ngày, và được gửi đến cho những thành viên của chúng tôi. Vậy có nghĩa là cái quảng cáo về cuộc thi đó em sẽ được đính kèm trong cái email rồi gửi cho nhiều cái thành viên phải không nào? Vậy thì câu nào là chính xác vậy em? À, câu B ha. Câu B, chúng sẽ được miêu tả, được mô tả ở trong hàng loạt email, email hàng loạt ha. Mass email là email hàng loạt đó em ha. Gửi đến cho những thành viên là gửi email hàng loạt chứ gì nữa phải không nào? Câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Cùng dịch nào. Đây là một cái website ha. Home là trang chủ. Daily feature contest. Bằng cái từ contest có nghĩa là cuộc thi. Feature tính từ ha. Tính từ feature có nghĩa là nổi bật. Vậy cái mục này có nghĩa là những cái cuộc thi nổi bật hàng ngày. Advertise là quảng cáo. Contact là liên hệ. Form là mẫu đăng ký ha. Advertising, cái việc quảng cáo ở trên website. Contest craze. Are you promote? Mình có từ promote em, động từ ha, promote. Promote có 3 nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng bá, quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Chỗ này có nghĩa là quảng cáo đây em, quảng cáo hay là quảng bá ha. Cô nhìn lại nha, có phải là bạn đang quảng bá một cái contest, một cái cuộc thi. Draw là cái rút thăm trúng thưởng đây em, buổi rút thăm trúng thưởng ha. A draw, danh từ buổi rút thăm trúng thưởng hay là buổi quay số trúng thưởng cũng được. Rồi giveaway có nghĩa là hàng mẫu quảng cáo hay là tặng phẩm ha. Hàng mẫu quảng cáo hay là tặng phẩm. Hàng mẫu quảng cáo hay là tặng phẩm. Thu dịch lại nha. Có phải bạn đang quảng bá về một cái cuộc thi, hay là một cái buổi sổ số trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng, hay là một cái tặng phẩm, một cái hàng mẫu quảng cáo cho doanh nghiệp hay là cho organization, là tổ chức của bạn không? Nếu bạn cần giúp get the word out, mình có từ get the word, có nghĩa là làm cho cái lời ha. Word là từ ngữ, là lời á, ngôn từ á. Out là đi ra ngoài, làm cho cái ngôn từ lời nói nó đi ra ngoài, có nghĩa là quảng cáo đây. Get the word out là quảng cáo ha.
quảng cáo. Nếu bạn cần giúp đỡ về việc quảng cáo thì bạn đã đi đến the right place, là nơi đúng rồi, chỗ đúng rồi. If you have a contest, nếu bạn có một cuộc thi và bạn nghĩ rằng người ta thì nên biết về nó, thì hãy gửi cho chúng tôi cái description, là cái sự mô tả, cái bản miêu tả của nó ha. Và chúng tôi á sẽ đăng nó ở trên cái trang chủ của chúng tôi miễn phí trong vòng một ngày. Nếu bạn muốn á, thậm chí là exposure, mình có từ exposure có nghĩa là phơi ra hay là tiếp xúc ha, phơi ra, tiếp xúc. Nếu thậm chí là bạn muốn nó được phơi ra nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với công chúng á, thì hãy chọn một trong những cái sự lựa chọn quảng cáo của chúng tôi below ở bên dưới, để làm cho cái bài đăng của bạn trở thành một cái cuộc thi feature, là nổi bật. Cái điều này có nghĩa là nó đó, là cái cuộc thi á, cái thông tin về cuộc thi sẽ ở trên cái trang đầu, cái hàng đầu ha, cái vị trí ở trên đầu của trang web của chúng tôi, và được đính kèm trong cái newsletter, là bản tin, được đính kèm trong cái bản tin email hàng ngày và gửi cho những cái thành viên của chúng tôi. Bảng giá cho cái việc làm nổi bật một cái cuộc thi, một ngày là 35 đô, 2 ngày 65 đô ha, 3 ngày 90 đô, và 1 tuần là 200 đô. Please note that, vui lòng chú ý rằng chúng tôi sẽ không có đăng những cái thông tin về những cái cuộc thi mà nó yêu cầu entry fee. Mình có từ fee là phí nè, entry là đi vào ha, có nghĩa là phí vào cổng. Entry fee là phí vào cổng ha. Câu 160, câu B, mình có từ mass emails. Mass emails có nghĩa là email hàng loạt ha. Email hàng loạt. Email hàng loạt có nghĩa là một cái nội dung giống nhau nhưng mà mình gửi cho nhiều người ha. Email hàng loạt, mass emails. Câu C, mình có từ publicize. Publicize có nghĩa là quảng cáo ha. Publicize, quảng cáo, làm cho công chúng biết, có nghĩa là quảng cáo, quảng bá. Câu D, mình có từ entrance fee. Entrance fees nó bằng với lại entry fees ở phía trên, có nghĩa là phí vào cổng luôn ha. Entrance fee, phí vào cổng. Và tiếp theo từ câu 161 đến câu 164, đây là một cái article, là bài báo ha em. Câu 161, what is the purpose? Cái mục đích của bài báo là gì? Câu hỏi dạng mục đích, chúng ta đọc bốn đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Đọc đáp án trước nào. Câu A, to explain, để giải thích những cái lợi ích của những cái cây ở thành thị. Câu B, để describe, mô tả về cái dự án hay là kế hoạch của thành phố. Câu C, để announce, thông báo về cái hứa hẹn, cái sự triển vọng, hứa hẹn của một cái chiến dịch. Câu D, để review, đánh giá về một cái sự kiện được tổ chức gần đây. Rồi bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu của bài báo nha em. Đây có cái tựa đề, mình đọc tựa đề trước nha. Giveaway, tặng phẩm nhân cái ngày ý thức về môi trường. Để celebrate, thì tổ chức chúc mừng cái ngày ý thức về môi trường là ngày 1 tháng 5. Thì cái thành phố Winstonville sẽ giveaway, là tặng 2.000 cái cây con free, miễn phí cho thành viên của cộng đồng, là tặng cái cộng đồng đó em. Dựa trên cái cơ sở, cái nguyên tắc là first come, first serve, ai đến trước thì được phục vụ trước ha. This initiative, cái sáng kiến, cái đề xướng này nè, là một phần của cái pledge của cái chính phủ của thành phố để mà trồng 10.000 cái cây để cải thiện cái sự bền vững của thành phố. Và khi đến đây thì mình hiểu là cái bài báo này đang nói về cái chuyện gì em. Tặng cây nhân cái ngày ý thức về môi trường, phải không nào? Vậy thì em xem đáp án rất có thể là câu nào vậy em? Câu A, giải thích về lợi ích là không có rồi nè. Câu B, mô tả về một cái dự án, kế hoạch của thành phố, rất có khả năng, phải không nào, là kế hoạch tặng cây đó. Rồi câu C, thông báo về cái sự triển vọng của một cái chiến dịch, cũng có thể, chiến dịch trồng cây ha. Rồi câu D, để đánh giá về một cái sự kiện là không có rồi nè. Cái sự kiện đã được tổ chức gần đây là không phải, tại vì cái việc mà tặng cây là nó chưa xảy ra nè em, sẽ tặng mà, phải không? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ dịch tiếp để mà làm rõ ra là xem chọn câu B hay câu C nha. Dịch tiếp nào. According to, theo như cái quản lý kế hoạch của thành thị đó, tên là Jane Stein, thì những cái cây có thể được lấy, được nhận tại cái chỗ này nè, trên đường này và tại cái trung tâm cộng đồng của thành phố từ 8 giờ đến 11 giờ. Vậy thì em xem nè, nó đang nói về là vào ngày đó sẽ làm việc gì, ở đâu, lúc mấy giờ. Vậy theo em câu B hay câu C? Câu B chính xác hơn, phải không nào, là miêu tả, mô tả về cái dự án, cái kế hoạch của thành phố sẽ làm gì, ở đâu ha. Câu B chính xác hơn ha. Câu 162, what is mentioned, điều gì được đề cập về những cái free trees, là những cái cây miễn phí á. Vậy từ khóa chính là từ free trees ha. Đọc đáp án trước đi em. Câu A, chúng sẽ được phân phát chỉ có trong buổi sáng mà thôi. Câu B, chúng đã được cung cấp bởi một cái tổ chức là phi lợi nhuận. Câu C, chúng sẽ đến cùng với những cái brochures, những cái tờ rơi hướng dẫn. Câu D, chúng thì có sẵn cho những cái cư dân trong một cái số lượng có giới hạn. Ok, vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu D, phải không nào? Lúc nãy chúng ta nói, có đọc rồi là thành phố chỉ tặng bao nhiêu cây thôi em? À, sẽ tặng nè,
giveaway 2000, 2000 cái cây con miễn phí thôi. Vậy là có số lượng giới hạn không? À, có phải không nào? Vậy đánh được liền đáp án là câu D ha. Những cái cây miễn phí sẽ có sẵn cho cư dân trong một cái quantity, một cái số lượng giới hạn, được không nào? Câu 163, what does Miss Steen? Bà Steen thì remind, nhắc nhở mọi người là làm gì? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Steen và remind là đáp án trước nha, câu A. Prepare an area, chuẩn bị một cái khu vực ở trong vườn của họ để cho cái cây vào. Câu B, sign up, đăng ký làm công việc tình nguyện ở một cái khu vực. Câu C, ghé qua cái website để mà tìm hiểu một số thông tin về hướng dẫn ha, sự hướng dẫn, instructions. Câu D, get permission, có được cái sự cho phép từ thành phố về việc trồng cây. Vậy bây giờ chúng ta dò từ khóa nha em. Miss Steen, em dò xem Miss Steen nằm ở vị trí nào. Đoạn số 1 có không em? Có phong nào, dòng thứ tư có từ gì nè? Jane Steen. Mình đọc cái câu này nha, đọc lại nè, cái câu này mình dịch rồi. Theo như cái quản lý á, tên là Jane Steen, thì những cái cây có thể được nhận, được lấy tại cái khu vực này rồi từ lúc 8 giờ đến 11 rưỡi. Vậy đâu có nhắc nhở gì đâu phải không em? Thì mình dò chỗ khác đi xem chỗ nào có Miss Steen nữa. À, đoạn số 2 phong nào? Đoạn số 2 dòng thứ hai có từ Miss Steen. Trong câu này có cái gì nhắc nhở không em? Có từ remember. Remember là hãy nhớ làm cái này, hãy nhớ làm cái kia, chính là nhắc nhở phải không nào? Rồi mình dịch nhanh câu này nha. Hãy nhớ là tuân theo cái sự hướng dẫn, chỉ dẫn được đăng ở trên website của thành phố về cái việc trồng cây và chăm sóc cây. Vậy thì em ơi, từ cái câu này nó giống nghĩa với đáp án nào vậy em? À, câu C phải không nào? Câu C nè. Có website mà có gì nữa? Instruction là sự hướng dẫn. Còn trên đề bài có gì em? Có website mà có gì nữa? Directions là sự hướng dẫn luôn nè. Phải không nào? Câu C nó là gì? Hãy đến cái website để mà tìm hiểu thông tin về sự hướng dẫn. Còn ở trên đó nó là gì? Hãy tuân theo những cái hướng dẫn được đăng trên website. Giống nghĩa nhau ha. Vậy đáp án chính xác là câu C. Câu 164, cái từ tracking ở đoạn 2 dòng 2 á, gần nghĩa với từ nào nhất? Mình đáp án trước nha em. Mình câu A có từ searching là tìm kiếm nè. Câu B, follow, đi theo hay là theo sau ha. Câu C, maintain, duy trì. Câu D, pursue là theo đuổi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhìn xem cái từ tracking nó ở vị trí nào, thuộc ngữ cảnh nào vậy em? Đoạn 2 dòng 2 từ tracking ở đây phải không nào? Rồi cùng dịch với cô cái câu mà chứa từ tracking nha. Chúng tôi thì đang tracking cái tiến trình trồng những cái cây. Bây giờ mình ráp vô được không em? Câu A, chúng tôi thì đang tìm kiếm cái tiến trình trồng những cái cây. Nó không phù hợp nghĩa ở đây phải không? Rồi câu B, chúng tôi thì đang đi theo cái tiến trình trồng những cái cây, cũng có thể ha. Câu C, chúng tôi thì đang duy trì cái tiến trình trồng những cái cây, cũng có thể luôn. Câu D, chúng tôi thì đang theo đuổi cái tiến trình trồng những cái cây. Vậy có nghĩa là cái ngữ cảnh ở đây nó hơi ngắn, nó chưa có đầy đủ. Chúng ta dịch thêm một câu nữa để có thêm ngữ cảnh và chọn cái từ cho chính xác nha em. Thêm một câu nữa nào. I'm pleased, tôi rất là vui khi mà nói rằng á, theo như cái danh sách chính thức thì chúng ta đã trồng được 800 cái cây mới ở trong thành phố cho đến bây giờ. Vậy theo em câu nào phù hợp nhất? À, câu B phải không nào? Follow, chúng tôi thì đang đi theo hay là theo dõi đấy em. Chỗ này có nghĩa là theo dõi hay là theo sát á. Cứ dịch lại câu này để em thấy rõ hơn nha. Nè, chúng tôi thì đang đi theo, theo dõi, theo sát cái tiến trình trồng những cái cây. Và tôi rất là vui rằng theo cái danh sách chính thức thì chúng ta đã trồng được 800 cái cây mới trong thành phố cho đến bây giờ. Bởi vì cái câu ở phía sau đó em, nó đưa ra gì đây? Thông tin về danh sách chính thức nè, là được bao nhiêu cây đã trồng cho đến bây giờ. Có nghĩa là nó đưa ra những cái thông tin về cái tiến trình trồng cây, phải không em? Vậy có nghĩa là câu B em nha. Câu B, follow, theo dõi, theo sát ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Cùng dịch với cô nào. Mình có cái tựa đề có từ giveaway. Giveaway danh từ là tặng phẩm nè, tặng phẩm ha. Vậy tựa đề có nghĩa là gì? Tặng phẩm nhân ngày ý thức về môi trường ha. Được viết bởi reporter là phóng viên nè. Phóng viên ha. Được viết bởi cái phóng viên này nè. Ok. Rồi, to celebrate. Mình có từ celebrate là tổ chức chúc mừng hay là tổ chức kỷ niệm nha em. Tổ chức ha. Chúc mừng hay là kỷ niệm. Rồi cô dịch nào, để tổ chức chúc mừng hay là tổ chức kỷ niệm cái ngày ý thức về môi trường á, là ngày 1 tháng 5 á, thì cái thành phố Winstonville sẽ give away, sẽ tặng 2.000 cái cây con miễn phí cho những thành viên của cộng đồng. On basics có nghĩa là dựa trên cái nguyên tắc, dựa trên cái cơ sở ra là first come first serve, là ai đến trước sẽ được phục vụ trước, có nghĩa là ai đến trước thì sẽ nhận trước ha. Rồi tiếp, this initiative, mình có cái từ initiative có nghĩa là sáng kiến hay là đề xướng, khởi xướng nha em. Sáng kiến ha, hay là đề xướng, khởi xướng. Initiative, sáng kiến, đề xướng, khởi xướng ha. Cái đề xướng này, cái khởi xướng này là một phần của cái pledge. Mình có từ pledge có nghĩa là sự cam kết đem, sự cam kết ha. Sự cam kết, lời hứa, được không nào? Sự cam kết, lời hứa, như là một phần của cái sự cam kết của government, là chính phủ,
Municipal có nghĩa là thuộc thành phố đấy em. Municipal là thuộc thành phố ha. Rồi, vậy municipal governments là chính phủ thành phố, dịch lại cả câu này nha. Cái khởi xướng này nè là cái phần của cái sự cam kết của chính phủ của thành phố để mà trồng 10.000 cái cây. In order to, để improve, cải thiện cái sustainability. Sustainability có nghĩa là cái sự bền vững nha em. Sự bền vững ha. Sự bền vững. Để cải tiến cái sự bền vững của thành phố. According to, theo Urban Planning Manager, theo cái người quản lý kế hoạch của thành thị, của thành phố đây, mình có từ urban là thành thị hay là thành phố ha. Thành thị, thành phố. Trái nghĩa với nó là rural. Rural là nông thôn nè, nông thôn ha. Rồi hai từ này cũng rất là hay gặp nha em, urban and rural. Urban là thành thị, còn rural là nông thôn ha. Rồi theo như cái người quản lý kế hoạch của thành phố đó, tên là Jane Stein, thì những cái cây có thể được pick up. Mình có từ pick up gặp rất là nhiều. Có hai nghĩa, thứ nhất là đón, ví dụ dùng cho người là đón ai đó ha. Còn nghĩa thứ hai là gì em, lấy hay là nhận ha. Lấy hoặc là nhận. Vậy câu này có nghĩa là gì? Những cái cây có thể được lấy, được nhận tại cái nursery là vườn ươm em. Vườn ươm cây á, vườn ươm. Được nhận tại cái vườn ươm Mulligans ở trên cái đường này nè. Và ở cái trung tâm cộng đồng thành phố từ 8 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng. A number of trees. Rất là nhiều cái cây cũng sẽ có tại Home and Garden Shop ở trên cái đường này nè. Từ 4 giờ rưỡi chiều cho đến 8 giờ tối, để cho những ai á, mà người ta không thể đến vào buổi sáng ha. Just remember, hãy nhớ là tuân theo những cái directions. Mình có từ direction là sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn nha em. Sự hướng dẫn hay là sự chỉ dẫn ha. Hãy tuân theo cái sự chỉ dẫn được đăng ở trên website của thành phố về cái việc trồng và chăm sóc mỗi cái cây mà bạn mang về ha. Mỗi cái cây mà bạn lấy. Bà Sen nói như vậy đó. Rồi, chúng tôi thì đang theo dõi, theo sát cái tiến trình trồng cây. Mình có từ progress là tiến trình đấy em ha, tiến trình trồng những cái cây. I'm pleased, tôi vui lòng ha, tôi rất là vui. Pleased là vui đấy em. Tôi rất là vui để mà nói rằng according to, theo như cái danh sách official là chính thức, thì chúng ta đã trồng được 800 cái cây mới trong thành phố cho đến bây giờ. Resident, những cái cư dân, những ai mà không có cái property riêng của họ. Mình có từ property có nghĩa là tài sản đấy em. Tài sản hoặc là bất động sản ha. Bất động sản thì có nghĩa là nhà cửa nè, đất đai nè, các tòa nhà nè, các phòng ốc nè, người ta gọi chung là property được không nào. Và trong ngữ cảnh này đó em thì có nghĩa là nhà hoặc là vườn á ha. Những ai mà không có nhà riêng, không có vườn riêng á, thì vẫn có thể participate in, là tham gia vào ha em ha. Tham gia vào cái initiative là gì? Cái khởi xướng, cái đề xướng, cái sáng kiến này bằng cách là gì em? Có thể tham gia vào những cái sự kiện làm vườn đặc biệt được tổ chức bởi cái tổ chức non-profit, là phi lợi nhuận đó em. Tổ chức phi lợi nhuận ha. Tổ chức phi lợi nhuận tên là Planet Plant. Rồi hãy đến cái website này nè để mà có thêm thông tin chi tiết được không nào. Rồi có 161. Câu C mình có từ campaign là chiến dịch đó em. Promise là sự hứa hẹn, sự triển vọng ha. Sự triển vọng hay là sự hứa hẹn á. Rồi, vậy câu C có nghĩa là để công bố thông báo về cái sự triển vọng của một cái chiến dịch. Có 162, mình có từ distribute ở câu A có nghĩa là phân phát hay là phân phối đây. Phân phát ha. Làm từ là phân phát. Vậy câu A có nghĩa là chúng sẽ được phân phát chỉ có trong buổi sáng thôi ha. Câu C mình có từ brochure. Brochure là tờ rơi hay là tờ quảng cáo. Tờ rơi hoặc là tờ quảng cáo ha. Chỗ này mình có là instructional brochures, có nghĩa là những cái tờ rơi hướng dẫn á, những cái tờ hướng dẫn mà phát rời rời ha. Câu D mình có từ quantity là số lượng em. Số lượng ha, quantity số lượng. Có nhiều bạn hay lộn từ này với từ quality. Quality là chất lượng nha em, quality là chất lượng. Nó khác với lại cái từ quantity là số lượng ha. Rồi, có 163 mình có từ permission, có nghĩa là sự cho phép nha. Sự cho phép ha, permission, sự cho phép. Rồi, có 164 mình có từ maintain, câu C là duy trì đấy em, từ này rất là hay gặp ha. Maintain, duy trì. Còn pursue, nguyên thể của nó là như thế này nè em. Pursue, động từ có nghĩa là theo đuổi ha, theo đuổi, theo đuổi đam mê rồi đó, theo đuổi ha. Ok. Bài tiếp theo từ câu 165 đến câu 168, bài này là một cái web page, một cái trang web nha em. Câu 165, what is true, điều gì thì đúng về DBQ Transport. Vậy từ khóa chính là từ DBQ Transport ha. Đọc đáp án trước nha em, câu A. Nó provide, nó cung cấp cái phương tiện vận chuyển international là quốc tế nè. Câu B, nó exclusively, exclusively là độc quyền hay là dành riêng hay là riêng làm cái gì đó ha. Nó thì chỉ riêng caters cho two groups mà thôi.
Câu C, nó thì đã launch, ra mắt, cái dịch vụ tốc hành. Câu D, nó thì hoạt động, tất cả các giờ trong ngày luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem DBQ Transport nằm ở đâu vậy em? À, ngay đầu luôn phải không nào? Mình cùng đọc câu này nha. Cái công ty DBQ Transport là công ty vận chuyển đó em. Là một cái công ty cho thuê xe buýt nè, charter ha. Mà cái công ty này thì sẽ cung cấp dịch vụ nationwide, là khắp cả nước luôn. Vậy câu A sai rồi. Nó là nation, trong nước thôi chứ không có international, không có quốc tế hay em ha. Rồi, 7 days a week, 7 ngày trong một tuần. Và 20 hours a day, 24 giờ một ngày. Ok, vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu D phải không nào? Nó hoạt động tất cả các giờ trong một ngày luôn. Đây nè. Ở dưới đáp án là all hours of a day. Còn ở trên đề bài là gì em? 24 hours a day. Ok, giống nhau ha. Vậy đáp án chính xác là câu D. Câu 166, what is not mentioned? Điều gì thì không được đề cập về seats, chỗ ngồi, ghế ngồi trong những cái xe của DBQ Transport. Vậy từ khóa chính là từ nào vậy em? Là seats, phải không nào? Ghế ngồi ha. Đó là đáp án trước nha em. Câu A, chúng thì spacious, là rộng rãi. Câu B, chúng có những cái outlets cho thiết bị. Câu C, chúng thì có những cái screens, là màn hình được gắn vào. Câu D, chúng thì có cái tính năng là điều hòa nhiệt độ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem seats, ghế ngồi ở đâu nha em nha. Dò tiếp nào. Dò tiếp đoạn tiếp theo nha. À, không có phải không nào? Đoạn thứ hai. Có nói gì đến seats, chỗ ngồi, ghế ngồi không em? Dòng này không có nè, dòng tiếp theo. Cũng không có luôn, dòng tiếp theo. Cũng không có ha. Vậy đoạn số 3 đi em. Đoạn số 3 có ghế ngồi hay không? Dòng này không có ha, dòng tiếp theo. Ok, có từ seats nè em, ghế ngồi nè. Vậy mình đọc cái câu chứa từ seats, ghế ngồi, chỗ ngồi này nha. Along with, cùng với, có nghĩa là bên cạnh á. Cái việc có nhiều cái leg room. Mình có leg là gì em? Leg là cái chỗ, là cái chân phải không nào? Room là cái phòng hay là cái khoảng trống đó, cái khoảng không gian đó. Vậy thì leg room có thể là cái chỗ để chân hay em ha, có nhiều chỗ để chân nè. Thì mỗi cái ghế ở trong xe của chúng tôi đó thì được lắp, được trang bị cái electrical sockets cho những cái thiết bị, cũng như là cái vents điều hòa không khí có thể điều chỉnh. Và bây giờ em dò xem đáp án là câu nào vậy em? Câu A, nó thì rộng rãi, có rộng rãi không? Có phải không nào? Tại vì nó có gì đem? Nó có plenty of leg room, có nhiều chỗ để chân, có nghĩa là nó rộng rãi rồi, phải không nào? Rồi câu B thì sao em? Có outlets for device, có device không? Có phải không nào? Đây nè. Có cái sockets cho device nè, phải không nào? Rồi câu C, có màn hình, screens. Em dò xem nãy giờ có nhắc gì đến screen không? Không có phải không nào? Còn câu D, có điều hòa nhiệt độ không? À có phải không nào? Có từ air condition nè. Vậy thì đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu C, tại vì không có đề cập đến screen, màn hình gì cả hay em ha. Câu 167, according to, theo những cái webpage, cái trang web đó, thì people, người ta có thể làm gì thông qua cái email? Vậy từ khóa là từ gì vậy em? Email, đó là đáp án trước nha. Câu A, select, chọn, tài xế cụ thể. Câu B, nhận được cái estimate, cái bảng ước tính, chi phí. Câu C, adjust, điều chỉnh cái số người sẽ đi. Câu D, customize, là đặt theo yêu cầu khách hàng ha. Phải đặt những cái bữa ăn theo yêu cầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem email nằm ở vị trí nào vậy em? À, đoạn cuối cùng phải không nào? Đây nè, cái email nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc cái câu chứa cái email nha. Nếu DBQ Transport là một cái sự lựa chọn đúng đắn đối với bạn đó, thì hãy gửi chi tiết của lịch trình chuyến đi đến cái email này. Có câu nào là gửi lịch trình chi tiết không em? Không có phải không? Vậy chúng ta dịch cái câu còn lại luôn nha. Chúng tôi sẽ respond, phản hồi lại cùng với một cái quote, là báo giá đó em. Quote là báo giá ha. Phản hồi lại cùng với một cái báo giá cạnh tranh và một cái itinerary, cái lịch trình được soạn thảo, được đề xuất sẵn ha, trong vòng 24 giờ. Vậy thì em ơi, đáp án là câu nào? À, câu B phải không nào? À, người ta sẽ nhận được cái bản ước tính chi phí thông qua email ha. Ở đây người ta dùng từ cost estimate, còn ở trên thông tin bài đọc thì dùng từ gì em? Quote ha. Vậy thì em để ý là quote là báo giá nha, báo giá ha. Câu 168, ở vị trí nào được đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về. Đọc câu trong ngoặc kép trước nha. Đây, they are, they có thể là chỉ người hoặc chỉ vật đen. Họ hoặc là chúng á, thì được screen thoroughly khi mà được thuê hay là tuyển dụng, hire. Thì câu hỏi nè, thuê hay là tuyển em thì là phải người phải không nào? Tôi cũng dịch lại đây là họ nha. Họ thì được screen thoroughly khi mà được tuyển, được thuê và phải trải qua, phải vượt qua những cái đánh giá hàng năm. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc từng cái câu ở phía trước các vị trí được đánh số, xem cái câu nào nó liên kết về mặt ý nghĩa nha. Vị trí số 1 trước đêm. Đây, câu phía trước là câu gì? Accordingly. Accordingly, những cái tài xế của chúng tôi á thì là những người được đào tạo rất là cao, rất là tốt, với nhiều năm experience, kinh nghiệm.
Ok, vậy thì em có liên kết không? Họ thì được screen thoroughly khi mà tuyển dụng và phải vượt qua những cái đánh giá hàng năm. Rất là liên kết phải không nào? Tại vì câu phía trước đang nói về chất lượng của các tài xế. Vậy thì they ở đây là ai vậy em? They ở đây chính là drivers ha. Câu ở phía sau là vượt qua những cái đánh giá cũng nói về chất lượng luôn. Vậy thì rất là liên kết ha. Mà nếu mà em không chắc đó, thì em có thể đọc thêm các vị trí số 2 cũng được. Đây vị trí số 2 này, câu phía trước là gì đây? Chúng tôi cũng tự hào là về cái sự thoải mái và tiện lợi. Đâu có liên quan đến cái việc đánh giá gì đâu phải không em? Còn vị trí số 3 là gì đây? Đây nè. Ở phía trước là gì? Bạn có thể mang theo những cái bữa ăn nhẹ hay là snack cùng với bạn, hoặc là lên lịch trình dừng tại cái nhà hàng nổi tiếng. Cũng không có liên kết luôn, phải không nào? Rồi gì nữa? Số 4 là gì em? Nó là gì? Cuối cùng thì xe của tôi có thể chứa được 56 người. Có nghĩa rằng sử dụng dịch vụ của chúng tôi á, thì là một cái cách tiết kiệm chi phí, hiệu quả về mặt chi phí khi mà đi theo nhóm. Cũng không có liên kết luôn phải không em? Thì vị trí số 1 là liên kết nhất nha. Cô dịch lại cả hai câu để em dễ hiểu nha. Nó là gì nào? Những cái tài xế của chúng tôi á, thì được là những người được đào tạo rất là tốt, rất là cao, với nhiều năm kinh nghiệm. Họ đó được screen thoroughly. Screen có nghĩa là kiểm tra đó em. Họ được kiểm tra rất là thoroughly, là kỹ lưỡng á, khi mà tuyển dụng và phải vượt qua được những cái đánh giá hàng năm ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Đây là một cái website ha. About us là thông tin về chúng tôi. DBQ Transport là một cái công ty cho thuê xe buýt charter. Mình có từ charter là thuê luôn đó em. Vậy thì charter bus là cái xe buýt cho thuê ha. Mà công ty đó provides service, cung cấp dịch vụ nationwide. Mình có từ nationwide có nghĩa là khắp cả nước ha. Cung cấp dịch vụ khắp cả nước có nghĩa là cung cấp dịch vụ trong cái phạm vi cái nước đó thôi nha em. 7 days a week, 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày. Có nghĩa là nó cung cấp dịch vụ suốt ngày, suốt tuần, suốt giờ luôn, không có nghỉ ngơi ha. Weather, cho dù là bạn cần transport, chở một cái nhóm để đi tour du lịch, hay là một cái business retreat, những cái hoạt động dã ngoại hay là những cái hoạt động của team building đó em, của một cái công ty thì người ta gọi là business retreat nha em. Hoạt động dã ngoại hay là team building ha. Hoạt động dã ngoại của một công ty. Ok, cô dịch lại nha. Cho dù là bạn cần để mà chở một cái nhóm đi tour du lịch hay là cho một cái hoạt động dã ngoại của công ty, thì chúng tôi guarantee là đảm bảo ha. Chúng tôi đảm bảo rằng á, là cái việc mà chọn vận chuyển đi lại với chúng tôi á, là một cái sự lựa chọn đúng đắn, được không nào? Safety, an toàn chính là cái priority là gì em? Cái sự ưu tiên số 1 của chúng tôi ha. Accordingly, mình có từ accordingly nó bằng với từ therefore đó em. Therefore có nghĩa là do đó, do vậy ha. Do đó, do vậy thì những cái tài xế của chúng tôi á là những người được đào tạo rất là kỹ, rất là cao, rất là tốt, với nhiều năm experience, kinh nghiệm. Behind the wheel, mình có cụm behind the wheel có nghĩa là phía sau tay lái đó em, hay còn gọi là lái xe ha. Phía sau tay lái là lái xe đó. Dịch ngắn gọn là lái xe, cô dịch lại nha. Với nhiều năm kinh nghiệm lái xe. Furthermore, thêm vào đó đó, thì những cái vehicle là xe cổ nói chung đó em. Những cái xe của chúng tôi được maintain. Mình có từ maintain có nghĩa là duy trì, phải không nào? Hoặc là bảo trì nữa nha em nha, bảo trì. Mình có danh từ maintenance là sự bảo trì đó em. Maintenance, sự bảo trì ha. Những cái chiếc xe của chúng tôi thì được bảo trì regularly là thường xuyên, để ensure, để đảm bảo, giống với cái từ guarantee luôn em nha. Để đảm bảo rằng chúng sẽ luôn luôn function. Mình có từ function, danh từ là chức năng, còn động từ là hoạt động cái chức năng, được không nào? Properly là một cách chính xác, một cách đúng đắn. Hoạt động chức năng đúng đắn là hoạt động tốt đó em. Ok, để đảm bảo rằng chúng luôn hoạt động chức năng đúng và tốt tại cái thời điểm departure là khởi hành hay là xuất phát nha em. Xuất phát hay là khởi hành ha. Khởi hành. Rồi, tiếp đoạn tiếp theo nào. Chúng tôi cũng rất là tự hào về cái sự thoải mái và tiện lợi. Along with có nghĩa là cùng với, hay mình có thể dịch là bên cạnh cũng được nha em. Bên cạnh cái việc có nhiều cái chỗ để chân, leg room là có chỗ để chân nha em. Chỗ để chân ha. Bên cạnh cái việc là có nhiều cái chỗ để chân, thì mỗi cái ghế reclining là ghế tựa đó em. Ghế dựa, ghế tựa ha. Ghế dựa. Reclining là dựa hay là tựa đó. Với mỗi cái ghế dựa của chúng tôi á, ở trong xe của chúng tôi thì được fit, là được lắp hay là được trang bị đó em, được lắp, được trang bị những cái electrical sockets. Mình có từ electrical socket là ổ cắm điện đó em, ổ cắm điện ha. Ổ cắm điện, được trang bị, được lắp những cái ổ cắm điện cho những cái thiết bị của bạn, as well as cũng như là
những cái vents, mình có từ vents là lỗ thông nè, lỗ thông ha. Rồi, những cái lỗ thông, air condition, điều hòa nhiệt độ, adjustable. Adjust là điều chỉnh, adjustable có nghĩa là có thể điều chỉnh nè. Có thể điều chỉnh được ha, có thể điều chỉnh. Thì trên những cái chiếc xe buýt hay là xe hơi đó em, nó sẽ có những cái lỗ thông điều hòa ha. Ok, rồi. Free wireless internet, cái mạng wireless là không dây đó em, có nghĩa là wifi á. Wifi miễn phí thì cũng có sẵn luôn. Bạn cũng có thể mang theo những cái bữa ăn nhỏ hay là những cái thức ăn nhẹ nè cùng với bạn, hoặc là lên lịch trình để mà dừng tại một cái nhà hàng nổi tiếng phổ biến ha. Finally, cuối cùng thì xe buýt của chúng tôi có thể chứa cái chỗ ngồi lên đến 56 người. Có nghĩa rằng sử dụng dịch vụ của chúng tôi á là một cái cách cost effective. Mình có từ effective là hiệu quả nè em, hiệu quả ha. Cost là chi phí, vậy cost effective có nghĩa là hiệu quả về mặt chi phí, là tiết kiệm chi phí á khi mà đi theo nhóm, được không nào? Nếu mà cái công ty này nè là một cái sự lựa chọn đúng đắn đối với bạn á, thì hãy gửi chi tiết lịch trình về cái email này, chúng tôi sẽ phản hồi cùng với một cái quote. Em nhớ quote là bản báo giá nha, quote là bản báo giá cùng với cái báo giá competitive là mang tính cạnh tranh, có tính cạnh tranh ha. Rồi, propose là đề xuất nè em, đề xuất. Itinerary có nghĩa là lịch trình ha, lịch trình du lịch em, lịch trình. Chúng tôi sẽ phản hồi cùng với cái báo giá mang tính cạnh tranh và cái lịch trình được đề xuất trong vòng 24 tiếng. Câu 165, câu A mình có từ international là quốc tế đây em, nó khác với từ nationwide lúc nãy ở trên ha. Rồi câu B mình có từ exclusive, từ này gặp rất nhiều là độc quyền hay là dành riêng về cái gì đó ha, độc quyền hay là riêng. Vậy câu B có nghĩa là gì em? Nó chỉ riêng caters. Mình có từ caters có nghĩa là phục vụ, phục vụ hay là cung cấp dịch vụ đó em. Nó chỉ riêng là phục vụ cho cái nhóm du lịch. Thôi phải không nào? Câu C mình có từ launch là ra mắt hay là tung ra ha, ra mắt hay là tung ra. Nó đã ra mắt một cái dịch vụ express là tốc hành đó em. Tính từ express là tốc hành ha, tốc hành. Còn động từ express á, có nghĩa là bày tỏ, dường như bày tỏ cảm xúc ha, bày tỏ, nhưng mà tính từ là tốc hành nha em nha. Rồi, vậy câu C có nghĩa là nó đã ra mắt một cái dịch vụ tốc hành, được không nào? Câu D, operates là hoạt động nha, từ này cũng rất là hay gặp. Vậy câu D có nghĩa là nó hoạt động suốt ngày, suốt giờ luôn ha. Câu 166, câu A mình có từ spacious là rộng rãi nha em, rộng rãi ha, spacious. Câu B mình có từ outlets là lỗ cắm á, lỗ cắm ha, lỗ cắm, lỗ cắm cho những cái thiết bị. Câu C mình có từ screen có nghĩa là màn hình, có thể là màn hình tivi đó em, màn hình ha. Rồi câu D mình có từ feature, feature danh từ là tính năng nha em, tính năng ha, tính năng. Vậy câu D có nghĩa là nó có cái tính năng điều hòa nhiệt độ ha. Câu 167 mình có từ specific là cụ thể hay là rõ ràng ha, cụ thể hay là rõ ràng. Vậy câu A là chọn một cái người tài xế cụ thể. Câu B, estimate là bạn ước tính em, estimate là bạn ước tính ha, ước tính. Cost là chi phí, vậy cost estimate là bạn ước tính chi phí, được không nào? Rồi, câu C mình có từ adjust là động từ đó em, động từ adjust ha, có nghĩa là điều chỉnh. Lúc nãy chúng ta có gặp một cái từ adjustable ở trên đó em, là có thể điều chỉnh á, điều chỉnh ha. Rồi, câu D mình có từ customize là làm theo yêu cầu khách hàng, customize, làm theo yêu cầu khách hàng ha, làm theo yêu cầu khách hàng. On board là trên xe hay là trên tàu hay là trên máy bay á, chỗ này là trên xe đó em, trên xe ha. Yêu cầu cái những cái bữa ăn ở trên xe, được không nào? Câu 168 mình có từ thoroughly, có nghĩa là kỹ lưỡng, chu đáo, kỹ lưỡng nè. Rồi, screen, lúc này chúng ta gặp cái từ screen danh từ ở bên đây nè em, có nghĩa là màn hình, nhưng screen như này là động từ, có nghĩa là kiểm tra hay là thẩm tra em ha, kiểm tra. Rồi, vậy có nghĩa là gì? Họ được kiểm tra một cách kỹ lưỡng khi mà được tuyển dụng và phải vượt qua cái evaluation là sự đánh giá đây, sự đánh giá, evaluation, sự đánh giá, phải vượt qua cái sự đánh giá hàng năm, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 169 đến câu 171, bài này nói về một cái article là bài báo nha em. Câu 169, what is not mentioned? Cái nào thì không có được đề cập, như là một cái concern, một cái nỗi lo, cái sự lo lắng đây em. Về cái tower, cái tháp, vậy từ khóa là từ nào? Concern, sự lo lắng, nỗi lo phải không nào? Đó là bán trước nha em, câu A. Nó có thể damage, làm hại đến wildlife, động vật hoang dã ở địa phương. Câu B, nó có thể pose gây ra những cái vấn đề về sức khỏe. Câu C, nó có thể ảnh hưởng negatively, tiêu cực lên cái giá trị của cái bất động sản ha, real estate, bất động sản. Câu D, nó có thể làm cho cái khu vực xuất hiện unattractive, là không có thu hút. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào từ khóa để em xem concern nằm ở vị trí nào vậy em.
Đoạn thứ nhất dòng thứ ba có từ concern phải không nào? Mình đọc câu có chứa từ concern nha. First proposed được đề xuất đầu tiên cách đây 3 năm thì cái dự án đã bị stalled. Khi mà người ta bắt đầu dấy lên những cái sự lo lắng, mối lo lắng về cái địa điểm đề xuất của nó là tại cái chỗ đậu xe trước bãi biển. Rồi, và em xem A, B, C, D đáp án ở dưới có cái nỗi lo nào là về địa điểm đề xuất hay là chỗ đậu xe không em? Câu A là động vật hoang dã không có nè. Câu B vấn đề về sức khỏe cũng không có. Câu C làm giảm giá trị của cái real estate bất động sản không có liên quan luôn. Câu D làm cho khu vực ít thu hút hơn cũng không có liên quan luôn. Và bây giờ chúng ta dịch tiếp nha. Nào many, nhiều người thì đã nói rằng đó, cái tower, cái tòa tháp á thì sẽ spoil. Mình có từ spoil là làm phá hủy, phá hỏng nè. Phá hỏng cái vẻ đẹp thiên nhiên của cái khu vực. Em xem, vẻ đẹp thiên nhiên là câu nào? Câu A là có phá hỏng, có làm hại. Nhưng mà nó không có làm hại cái vẻ đẹp thiên nhiên, mà nó làm hại cái gì em? Wildlife, động vật hoang dã. Ở đây đâu có nói là làm hại đến động vật đâu. Vậy câu A mình không thấy ha, mình cứ để đó đi. Rồi em dò xem cái chỗ nào nói về thiên nhiên nữa, hay là vẻ đẹp nữa. À câu D phải không em? Câu D nè. Câu D nó có thể làm cho cái khu vực xuất hiện ít thu hút hơn, có nghĩa là nó làm giảm cái vẻ đẹp á, nói về cái bề ngoài phải không? Vậy câu D có nha, câu D có nè. Rồi bây giờ dịch tiếp đi em. Others, những người khác đã lên tiếng lo lắng, lo sợ rằng á là cái sự hiện diện của nó, là của cái tòa tháp đó em, có thể là sẽ gây ra nhiều cái vấn đề về an toàn và sức khỏe. Vậy câu nào có nữa? Câu B có nữa phải không nào? Rồi tiếp. Cho những ai đang sống gần cái địa điểm này, chưa kể đến cái việc nó làm thấp đi cái giá trị của cái property, là bất động sản hay là cái tài sản đó em. Vậy câu nào có nữa? À, câu C phải không nào? Ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị, có nghĩa là làm giảm đó, lower, làm hạ thấp, làm giảm đó. Vậy thì câu C có luôn, vậy đáp án chỉ có thể là câu gì thôi? À câu A ha. Nó có thể làm hại đến những cái động vật hoang dã ở địa phương, đâu có đề cập đến đâu nha em. Câu 170, what is indicated, cái điều gì được chỉ ra về far view? Vậy từ khóa là từ gì vậy em? À, far view ha, đó là bán trước nào câu A. Nó vẫn chưa có bất kỳ cái tháp điện thoại di động nào. Câu B, nó lên kế hoạch để mà phát triển cái khu vực ven biển á, vì du lịch. Câu C, nó trả cái phí thuê cho cái việc sử dụng đất. Câu D, nó sẽ earn money, kiếm tiền thông qua cái cấu trúc mới, là cái công trình mới. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem far view ở vị trí nào vậy em? Có phải là dòng đầu tiên luôn có từ far view phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch cái câu này nha. The construction, cái việc xây dựng của cái tháp điện thoại di động mới đó, ở cái thị trấn ven biển Fairview, đã được sắp xếp để mà bắt đầu ngay. Rồi nhiều cái dismay cho một số cái cư dân địa phương phải không nào? Vậy thì chúng ta suy luận được là điều gì em? Cái Fairview là một cái thị trấn ven biển mà nó sắp sửa xây một cái tháp điện thoại di động mới phải không nào? Rồi, chưa có đáp án, chúng ta phải dịch tiếp thôi. Mà cái đoạn tiếp theo đó em là những cái lo lắng của những cái cư dân địa phương phải không? Mình dò rồi. Và mình dò cái đoạn tiếp theo nữa nha. In this regard, về cái vấn đề này đó, thì quan chức của thành phố đã cam đoan lại với lại công chúng rằng á, là cái tháp á, không những là an toàn mà nó còn generate, tạo ra được cái revenue, doanh thu thuê ổn định và bền vững với một cái con số sắp xỉ là 20.000 đô một năm. Vậy thì em xem đáp án là câu nào? Có một cái đáp án liên quan đến tiền đó em. Là câu đi phải không? Nó nói là gì đây? Nó chính là cái thị trấn Fairview này nè em. Sẽ kiếm tiền thông qua cái cấu trúc mới. Có không em? Có phải không nào? Kiếm tiền ở đây chính là gì đây? À, có được cái doanh thu thuê nè. 20.000 đô một năm nè. Phải không nào? Cái cấu trúc mới ở đây chính là cái gì em? À, cái tháp á. Phải không em? Cái tháp. Bởi vì lúc nãy chúng ta có dịch rồi là cái tháp này là cái tháp mới sắp sửa được xây, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu câu D ha. Câu 171. Ở cái vị trí nào được đánh dấu 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về. Mình đã có đoạn kép trước nha em. And that means, và điều đó có nghĩa là sẽ có một cái nhu cầu cao hơn, lớn hơn cho cái dịch vụ cellular. Cellular là dịch vụ về điện thoại di động đó em, giống như cell phone vậy đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng dịch những cái câu phía trước, những cái vị trí được đánh số để xem nó có liên kết về mặt ý nghĩa với câu trong mặt kép hay không nha. Vị trí số 1 trước đi em. Đây, câu phía trước. The construction, chúng ta dịch nhanh lại nha. Cái việc xây dựng cái tháp điện thoại di động mới đó ở cái thị trấn này nè, đã được sắp xếp là bắt đầu ngay. Nhiều cái gì đó cho một số cái cư dân địa phương. Rồi, em xem có liên kết không? Mặc dù nó có cái từ điện thoại di động giống nhau phải không? Nhưng mà nó không có liên kết lắm. Rồi, bây giờ chúng ta dịch cái câu phía trước số 2 thử nha. Số 2 đây. Others, những cái người khác đã lên tiếng lo lắng rằng cái sự hiện diện của nó là của cái tháp đó em, thì có thể gây ra nhiều cái vấn đề về sức khỏe cho những người sống ở gần cái địa điểm đó. Chưa kể đến việc nó làm thấp, nó hạ thấp
nó làm giảm cái giá trị của cái bất động sản. Rồi điều đó có nghĩa là cái nhu cầu cao hơn, lớn hơn, nó không liên kết luôn, phải không em? Rồi vị trí số 3 thử nha, vị trí số 3 nè. Câu phía trước lúc nãy chúng ta dịch rồi á, dịch lại lần nữa nè. Về vấn đề này thì quan chức của thành phố đã cam đoan với lại công chúng lại rằng á, là cái tòa tháp không chỉ là an toàn mà nó còn tạo ra cái doanh thu thuê ở một cái số sắp xỉ là 20.000 đô một năm cho mỗi cái nhà mạng đem wireless carrier, mỗi cái nhà mạng mà họ thuê cái không gian ở trên đó. Rồi, và điều đó có nghĩa là sẽ có cái nhu cầu cao hơn. Cũng không có liên quan lắm thêm ha, nó đang nói đến tiền mà, nó đến việc doanh thu mà, phải không? Rồi tiếp đi vị trí số 4 thử nào. Câu ở phía trước là câu gì đem? The more, phải không nào? The more visitors, càng nhiều cái khách du lịch mà chúng ta có thì càng nhiều cái điện thoại có. Một cái thành viên của hội đồng thành phố tên là Fred White đã nói như vậy. Rồi dịch cái câu ngoặc kép lại nha em. Và điều đó có nghĩa là sẽ có nhu cầu cao hơn cho dịch vụ điện thoại di động. Được không em? Rất là liên kết phải không nào? Cô dịch lại cả hai câu để cho em thấy suông nè. Càng nhiều cái khách du lịch mà chúng ta có thì càng có nhiều cái điện thoại. Mà càng có nhiều cái điện thoại thì có ý nghĩa là gì? Cái nhu cầu cao hơn cho cái dịch vụ về điện thoại di động, phải không nào? Rất là liên kết ha, vậy đáp án chắc chắn là cô. Câu đi. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Mình có từ construction là việc xây dựng gặp rất nhiều rồi nha em. Tower là cái tháp ha. Việc xây dựng cái tháp, cell phone là điện thoại di động, sẽ bắt đầu sớm. Rồi, the construction, cái việc xây dựng của cái tháp điện thoại di động mới đó, ở cái thị trấn ven biển tên là Farview, đã được sắp đặt là bắt đầu shortly, là bắt đầu ngay đó em. Much to the dismay of some local resident. Mình có cái cụm là much to the dismay of someone. Có nghĩa là ai đó buồn hay là thất vọng ha. Ai đó buồn, thất vọng. Lo âu đấy em, lo âu. Rồi, và chỗ này cô dịch sao? Much to the dismay of some local resident. Là một vài cái resident, là cư dân địa phương đấy em. Thì rất là buồn, lo âu và thất vọng ha. First proposed, được đề xuất đầu tiên cách đây 3 năm á, thì cái dự án đã bị stalled. Mình có cái động từ stalled đấy em, có nghĩa là trì hoãn nha em nha. Stalled, trì hoãn ha. Cản trở hay là trì hoãn đó, trì hoãn. Cái dự án đã bị trì hoãn, bị cản trở khi mà người ta bắt đầu raise concern. Mình có từ raise có nghĩa là nâng lên. Concerns là cái sự lo lắng. Nâng lên cái sự lo lắng, của dịch là dấy lên cái nỗi lo ha. Dấy lên nỗi lo. Người ta đã bắt đầu dấy lên những cái nỗi lo về cái địa điểm được đề xuất của nó là ở cái chỗ đầu xe phía trước bãi biển. Nhiều người đã nói rằng đó, cái tòa tháp sẽ spoil. Mình có từ spoil có nghĩa là làm phá hủy, phá hỏng ha. Phá hủy. Nó sẽ spoil, nó sẽ phá hủy cái nét đẹp tự nhiên của cái khu vực. Những cái người khác á, thì nêu lên cái sự sợ hãi em. Fears là cái nỗi lo sợ ha, lo sợ. Cái sự lo sợ, cái nỗi lo sợ rằng cái present là cái sự hiện diện em, cái sự hiện diện, cái sự có mặt ha. Cái nỗi lo sợ rằng cái sự hiện diện của nó đó có thể là sẽ gây ra rất là nhiều cái issues, cái vấn đề về an toàn và sức khỏe cho những ai mà người ta sống gần cái site, cái địa điểm, cái nơi đó ha. Not to mention, mình có cụm not to mention có nghĩa là chưa kể đến ha, chưa kể đến. Chưa kể đến cái việc là lower, làm thấp, hạ thấp cái values, cái giá trị của property là bất động sản em. Bất động sản nói chung có thể là mảnh đất, tòa nhà, căn phòng. Chỗ này là cái thị trấn đó em ha, cái mảnh đất, cái thị trấn, được không nào? Rồi tiếp, in this regard có nghĩa là về vấn đề này ha. Về cái vấn đề này, về cái mảng này đó, thì những cái officials, officials có S danh từ có nghĩa là quan chức ha, quan chức. Những cái quan chức thành phố đen đã reassure. Mình có từ assure có nghĩa là đảm bảo. Reassure là đảm bảo lại, là cam đoan lại với lại công chúng rằng á, là cái tháp á, not only, không những là an toàn, but also, nhưng mà nó cũng sẽ generate, là tạo ra ha, generate, tạo ra, mà nó còn tạo ra substantial rental revenue. Mình có từ revenue có nghĩa là doanh thu nha em, doanh thu ha, mà nó còn tạo ra cái doanh thu cho thuê substantially, có nghĩa là ổn định hay là bền vững ha, bền vững hay là ổn định. Nó tạo ra cái doanh thu thuê ổn định, bền vững ở một cái số tiền sắp xỉ là khoảng 20.000 đô mỗi năm từ mỗi cái wireless carrier. Mình có từ wireless carrier có nghĩa là nhà mạng đó, nhà mạng di động đó ha. Nhà mạng di động, ví dụ như Viettel, Mobile, Vinaphone rồi đó. Ok, người ta gọi là wireless carrier. Từ mỗi cái nhà mạng mà
những cái nhà mạng đó nó sẽ thuê cái khoảng không gian ở trên cái tháp, được không nào? Furthermore là hơn nữa ha, hơn thế nữa, hơn nữa. The influx of, mình có cái cụm the influx of, có nghĩa là một cái số lượng ồ ạt, một cái số lượng đông đảo, được không nào? Cô ý này nha, số lượng ồ ạt hay là số lượng đông đảo ha. Hơn thế nữa thì một cái số lượng ồ ạt đông ảo của những cái tourists là những cái du khách đen đến Fairfield á mỗi mùa hè, thì có nghĩa rằng á là cái tháp này nè ngày càng trở nên cần thiết vì cái lý do rất là thực tế ha, practical, thực tế. The more visitors, càng nhiều cái khách du lịch mà chúng ta có đó thì càng nhiều cái điện thoại có. Cái thành viên của council là hội đồng đen, hội đồng ha, thành viên hội đồng thành phố đã nói như vậy, ông ta ấy tên là Fred White. As for có nghĩa là về phần đó em, về phần ha, về mặt hay là về phần. Về phần những cái lo lắng về cái diện mạo của cái cấu trúc á, thì cái artist, cái họa sĩ địa phương đó em, tên là như thế này nè, đã giúp đỡ trong việc design, thiết kế để mà cái tòa tháp đó sẽ blend in well with. Mình có cụm blend in well with, có nghĩa là kết hợp hài hòa với cái gì đó nha em, kết hợp hài hòa ha. Đã giúp thiết kế để mà cái tòa nhà sẽ kết hợp hài hòa với lại surroundings, là cái khung cảnh xung quanh, cái môi trường xung quanh em, cái khung cảnh xung quanh ha. Kết hợp hài hòa với khung cảnh tự nhiên, thiên nhiên xung quanh, được không nào? Rồi câu 169, câu A mình có từ damage, có nghĩa là làm hại hay là làm hỏng em. Làm hại ha, làm hại. Wildlife là động vật hoang dã ha, động vật hoang dã. Vậy câu A có nghĩa là, của dịch lại nè, nó có thể làm hại đến những cái động vật hoang dã của địa phương. Câu B mình có từ pose. Pose nó bằng với lại cause then, có nghĩa là gây ra ha, là nguyên nhân của cái gì đó hay là gây ra. Vậy câu B có nghĩa là nó có thể gây ra những cái vấn đề về sức khỏe ha. Câu C mình có từ affect là ảnh hưởng nè, negatively là tiêu cực. Vậy negatively affect là ảnh hưởng, tiêu cực, gặp rất nhiều rồi nha em. Rồi mình có từ real estate là bất động sản, cũng gặp rất nhiều luôn ha. Bất động sản thì có thể là đất đai, nhà cửa, tòa nhà, phòng ốc, được không nào? Rồi, vậy câu C có nghĩa là nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cái giá trị của bất động sản. Câu D mình có từ unattractive. Attractive là thu hút, còn unattractive là không có thu hút nha em, không thu hút ha. Câu 170 mình có từ coastal area là khu vực ven biển đây em. Coastal là ven biển ha, khu vực ven biển. Tourism là ngành du lịch đây em. Tourism là ngành du lịch ha. Vậy câu B có nên là đang lên kế hoạch để mà phát triển cái khu vực ven biển về cái ngành du lịch, được không nào?